OK. Thì uh, trong tối ngày hôm nay thì uh, chúng ta sẽ uh, cập nhật qua một chút về xu hướng của thị trường. Cũng là chúng ta sẽ cập nhật về cái uh, cái xu hướng hiện tại của thị trường trong thời gian tới uh, để chúng ta sẽ có những kế hoạch uh, giao dịch nhé. Uh, anh em vào khá đông rồi, anh em vào khá đông rồi. Đó thì đây mình đang chia sẻ màn hình chưa nhỉ chia sẻ rồi đúng không đó thì em đang chia sẻ cái cái biểu đồ của của Bitcoin anh em nhé về xu hướng của Bitcoin thì ở trong một vài ngày hôm gần đây đúng ạ thì vẫn rất vẫn rất nhiều những đồng ăn coi bắt đầu vẫn đang đang chạy đúng không thì có những đồng ăn coi mà nó đã hồi tương đối là nhiều rồi nhưng mà có những đồng ăn coi thì nó cũng chưa hồi nhiều cho lắm đấy, nhưng mà so với vùng đáy thì cũng rất là nhiều ăn coi mà chúng ta so với vùng đáy thì giá hiện tại của nó đã hồi rất là cao rồi giá của những đồng ăn coi về mặt bằng chung về cái nhận định của của em thì trên một cái xu hướng dài hạn trên khung tuần thì không những không những với Bitcoin mà với những đồng ăn coi của chúng ta thì những cái con sóng hồi này chúng ta có thể thấy rằng đây là những con sóng hồi mà nó rất là mạnh mẽ của thị trường rồi Uh, nên với cái cá nhân của em thì uh, cho thấy rằng là cái thời điểm này thì uh, coi nó vẫn có thể tăng được nữa nhưng nếu như cái vị thế này mà để chúng ta mua coi hay là cái vị thế mà để chúng ta nướt sóng thì em thì nó không nên uh, thật sự nó không phải là cái thời điểm để chúng ta nướt sóng mà là thời điểm mà chúng ta hầu coi trong cái đoạn này ở uh, trong một cái xu hướng giảm rất là mạnh đúng không ạ một cái xuống giảm rất là mạnh ngay cả ETH hay BNB thì uh, sau một cái xuống giảm rất là mạnh thì uh, thị trường nó đã có sự hồi phục tương đối là mạnh mẽ rồi đấy nên về cá nhân của em thì em chưa kỳ vọng rằng thị trường nó sẽ quay trở lại xu thế tăng ngay được mà em nghiêng về phương án là cái giai đoạn này thì chúng ta nên cẩn thận thì nó sẽ ổn hơn đó về mặt bằng chung nhá chúng ta phải nhìn về cái đánh giá mặt bằng chung thì đa phần gần như tất cả những đồng ăn con nó đều tăng trưởng rất là nhiều so với cái vùng chân đáy Ở cái vùng chân đáy tạo cái thời điểm tháng tháng 3 đúng không ạ tháng 3 là thời điểm rất nhiều những đầu ăn con nó tạo đáy và mặt bằng chung là những đồng an coi nó đã hồi tương đối là cao rồi nên với em thì em lại không kỳ vọng thị trường nó sẽ có một cái sự tăng trưởng đột phá nữa mà với em thì những thời điểm này thì em sẽ đứng ngoài quan sát Đấy, nên nếu anh chị mà chúng ta có ý định nước sóng trong cái giai đoạn này thì theo em thì cái vị thế nước sóng thì các bạn có thể nước được nhưng mà em thì em sẽ không nướt đấy em thì em khá là chắc về xu hướng không những đồng coi như là ETH BNB về mặt bằng chung của đa phần an coi thì nó đã có một cái sự hồi phục mạnh mẽ rồi đấy nên uh, nếu như ai đó có định hâu thì uh, hỏi em rằng có nên hâu hay chưa thì em vẫn tư vấn với mọi người đó như là cái thời điểm này và cái vị thế ngày hôm nay thì thực sự nó không phải vì thế đẹp để chúng ta hâu đó rất nó rất nó rất dễ và nó rất có thể nó nguy cơ đây là một con sóng hồi đúng không rất dễ đây là một nguy cơ một con sóng hồi mà nếu như nó là một con sóng hồi ấy, thì uh, có thể là chúng ta sẽ có những cái vùng đánh giá nó sâu hơn với những ăn coi Ờ, nếu như thị trường mà ngay lập tức bây giờ nó quay trở lại xu hướng giảm, đây là em em sẽ nói với mọi người chia sẻ với mọi người nhé đó chính là, ờ, có một anh chị lại không nghe được á, đây này, em em hướng uh, dẫn mọi người anh em mà không nghe được nhá, cách bật tiếng, zoom, online, tại sao mọi người làm theo được? Đây, mọi người làm theo cái video này cho em nhá, ai mà không bật được zoom ấy? thì uh, xem video này xem bài này đấy bật được âm thanh chứ đấy thì uh, về xu hướng với của em tư vấn mọi người đó chính là về cái vị thế nếu như bây giờ thị trường nó ngay lập tức nó quay đầu chúng ta cũng phải đề phòng đúng không ạ uh, em vẫn chia sẻ với mọi người rồi đó chính là khi mà chúng ta thực hiện giao dịch thì chúng ta cần phải có kế hoạch chúng ta phải cần phải có chiến lược và chúng ta tuân thủ theo cái kế hoạch và cái chiến lược đó và chỉ có như vậy thôi thì nó mới có thể nâng cao cái tỷ lệ chiến thắng của chúng ta và chúng ta mới có thể giữ được tiền qua những cái mùa sóng tăng và qua những mùa sóng giảm đó và với em thì thời điểm này thì em đánh giá rằng cái vị thế nó nó không hề đẹp một số nào để chúng ta mua vào nếu như trong một cái xu hướng dài hạn đây là một xu hướng giảm và đây là một con sóng hồi của thị trường thì uh, thị trường bây giờ chỉ cần quay đầu và nó tiếp diễn cái xu hướng giảm thôi thì rất có thể là chúng ta cái vị thế của chúng ta vào và chúng ta có thể là chúng ta sẽ sẽ bị âm tài khoản rất là nhiều đấy nên về mặt bằng chung thì em lại không khuyến khích mọi người mua vào uh, tại vì con sóng hồ nó tương đối là mạnh mẽ rồi và thị trường nó hoàn toàn có thể quay trở lại một cái xu hướng giảm tiếp diễn và cái trường hợp mà để thị trường nó tiếp tục quay trở lại xu hướng tăng này thì nó có hay không thì câu trả lời là có nhưng mà khi mà chúng ta đặt trên bàn cân thì chúng ta chưa chúng ta chưa nên chúng ta chưa nên để chúng ta chơi ở trong cái giai đoạn mà cái cái rủi ro và cái lợi nhuận nó chênh lệch như này đó và với cá nhân của em thì em sẽ đứng ngoài tiếp tục để chúng ta chờ xu hướng rõ ràng hơn để chúng ta vào lạnh thì nó như vậy nó sẽ tốt hơn về việc nước sóng thì tất nhiên là anh em chúng ta có thể nước sóng được nhưng mà nếu như chúng ta có ý định nước trong những cái giai đoạn mà thị trường nó tạo những cái nền xanh rất là nhiều như này rồi thì khuyên mọi người nha nếu như chúng ta có ý định nước sóng thì chúng ta cần phải tuân thủ tuyệt đối ở này chúng ta cần phải cài stop loss tuyệt đối nếu như nếu như nếu như những cái nếu như những cái đường giá và nếu như những cái uh, thị trường mà ngay lập tức nó quay đầu thì chúng ta cần phải cắt lỗ ngay tại vì uh, nếu như những cái con sóng hồi mà anh chị mà chúng ta không cắt lỗ thì rất có thể là chúng ta sẽ phải trả giá rất là đắt đấy nên lời khuyên của em là nếu như anh chỉ có định nước sóng thì cần phải cài sở tôn tuyệt đối. Còn em thì thời điểm này thì em lại cũng chưa nứt sóng. Đó khi mà em nứt sóng thì em cũng cần phải thị trường nó đang xu hướng. Và khi mà em đánh với mọi người thì thường là chúng ta sẽ có thể đánh uh, phân bổ vốn một số lượng vốn lớn để chúng ta đánh luôn. Chứ không phải là chúng ta chỉ dành ra khoảng tầm 10-20% để chúng ta nứt sóng. Tại vì uh, anh chị sẽ hình dung đơn giản đó nha, Nếu như chúng ta dùng 10-20% chúng ta nứt sóng ấy, thì uh, cho dù chúng ta có ăn được những cái sóng 20% đi thì cái tổng tài khoản của chúng ta nó cũng chỉ tăng được đâu đấy khoảng tầm 10 phần trăm thì tổng tài khoản của anh chị chỉ tăng được khoảng tầm rất là ít đúng không ạ ta bỏ 20 phần trăm hoặc 30 phần ra, trăm ra để chúng ta nước thì cho dù nếu như chúng ta nước sóng nó một đồng coi nó tăng được 10 phần trăm tổng tài khoản của chúng ta nó cũng chỉ tăng được khoảng tầm 3 cho 5 phần trăm thôi đó và em thì em lại không nước sóng như vậy em sẽ chọn một thời điểm mà thực sự nó cái vị thế đẹp và lúc đó để chúng ta có thể dồn số tiền để chúng ta có thể mua và chúng ta chơi chơi luôn thì nó sẽ ok hơn đó là cái chiến lược chơi của em còn mọi người có thể nước sóng để mọi người lấy cảm giác cũng được nhưng mà em thì uh, điều kiện để em nước sóng thì uh, thị trường nó cần phải thiết lập cái xuống tăng dài hạn nó đẹp đó thì như vậy thì nó mới xứng đáng để chúng nó nước sóng và cái vị thế vào ra nó phải đẹp thì em mới vào về xu hướng của bitcoin thì với cá nhân của em thì đã chia sẻ với mọi người rất là nhiều rồi về xu hướng dài hạn mà để cái việc mà bitcoin nó tiếp tục tăng trưởng và vượt qua cái mốc 69.000 đô là cái vùng mà đỉnh của Bitcoin chúng ta nó đạt được ý. thì em thì em lại không kỳ vọng em không kỳ vọng cái thị trường nó sẽ tiếp tục tăng và bây giờ vẫn có rất nhiều anh chị mà chúng ta kỳ vọng rằng Bitcoin chúng ta nó có thể tăng trưởng lên đến, đến mốc 60.000 69.000 đô nhưng mà em thì em lại không kỳ vọng cái kịch bản này nó xảy ra mà em nghiêng về phương án là như là chúng ta nên chọn cái giải pháp an toàn thì nó sẽ tốt hơn là cái việc mà chúng ta cứ chơi và chúng ta cứ kỳ vọng như vậy đó khi mà em chơi thì em sẽ có một cái hệ thống giao dịch của mình và em đã tuân thủ theo nó. Ờ, khi mà những cái hệ thống giao dịch và khi mà cái việc phân tích, khi cái việc phân tích dòng tiền và phân tích xu hướng nó không cho tín hiệu tốt thì em sẽ em sẽ em sẽ chờ đợi và em chọn thời điểm. Đó, ờ, với em thì em sẽ có một cái hệ thống giao dịch mà em sẽ cần phải tuân thủ theo nó. Còn nếu như mà chúng ta có một cái hệ thống giao dịch mà có thể giúp chúng ta kiếm mất tiền rồi, nhưng mà anh chị lại không tuân thủ theo chúng ta không tuân thủ theo và chúng ta chúng ta phá vỡ những cái, cái cái, quy tắc mà chúng ta giao dịch ý. thì rất có thể là một ngày nào đó chúng ta sẽ phải trả giá nếu như thị trường nó quay đầu Đấy, nên với em thì trong cái đoạn này thì uh, em sẽ hướng tới mọi người đó nha nên cẩn thận với thị trường nhiều hơn là cái việc mà chúng ta cực, cực cố, gắng kiếm tiền đó uh, anh chị sẽ nhìn thấy rằng những đồng ăn coi của chúng ta nó đã bắt đầu có sự tăng trưởng tương đối là nhiều ví dụ như ngày hôm nay chúng ta có nhìn thấy một cái đồng coi là seno đúng không ạ seno là một cái đồng coi mà ngày hôm nay nó có một sự tăng trưởng khá là khá là nhiều khi đẩy giá của nó lên 4.2 đô nhưng mà anh chị thử nhìn đi ạ đúng là con xe nó tăng rất là nhiều so với vùng đáy là lên đến khoảng tầm gần x2 lần tài khoản nhưng nếu như so với thời điểm mà chúng ta chúng ta thoát hàng thì con xe đó nó lại thoát vùng 5 đô cơ nên mặt bằng chung nếu như ai đó mà chơi coi vào trong cái sóng vừa rồi chúng ta không thoát thì hiện tại vẫn đang đu con xe này và nó cần phải tăng khoảng 20 phần nữa nó mới về bờ cơ đó và không những không những họ chưa trải qua cái giai đoạn mà về bờ ở đó họ đã từng trải qua cái giai đoạn mà tài khoản bị chia 2,5 lần rồi và những cái cảm giác đó nếu như một ai đó mà họ trải qua cái giai đoạn mà thì tài khoản khiến cho tài khoản chia 2,5 lần thì em khẳng định với anh chị là những người đó là những người mà chơi theo cái cảm tính rất là nhiều chúng ta khiến cho tài khoản chúng ta bị chia hai và chia ba lần rồi chúng ta giao dịch lâu năm chúng ta là một người giao dịch có kinh nghiệm mà chúng ta vẫn để cho tài khoản bị chia hai và chia ba như vậy thì thật sự nó một sự đáng tiếc em ném sẽ không em em sẽ rất là hạn chế những điều đó xảy ra, đúng không ạ? Rất nhiều anh chị mà chúng ta đu coi trong đoạn vừa rồi tài khoản chia hai và chia ba, và sau đó thì thị trường nó có sự hồi phục, thì uh, chúng ta lại có một cái tư tưởng rằng cứ hâu coi là nó sẽ thắng, mà cứ hâu coi nó nó về vào mà không phải. Cái việc mà chúng ta đã làm được, đó là chúng ta khiến cho tài khoản bị chia hai và chia ba rồi, thì chúng ta cần phải xem lại cái phương pháp giao dịch, liệu cái phương pháp đó nó có đúng hay không, liệu rằng chúng ta sử dụng cái năng lực để chúng ta kiếm tiền, hay là chúng ta sửa vào cái may mắn khi mà thị trường nó hồi như thế này và sau khi cái phiên sóng hồi của thị trường nó diễn ra xong mà chúng ta vẫn chơi theo những cái cái cách cũ như vậy thì rất có thể là một ngày nào đó thị trường nó sẽ không có những con sóng hồi đâu và khi mà con sóng hồi nó diễn ra xong rồi thì có thể là về sau này nhưng đồ ăn còn nó sẽ giảm rất là sâu và những con sóng hồi của nó thì vẫn là nhân 2 và nhân 3 nhưng nó đã bị chia năm cho đến chia bảy lần rồi nó mới hồi nhân hai nhân ba về chung quy lại kết quả lại thì em nghĩ rằng nếu như chúng ta vẫn có những cái chiến lược chơi như vậy cho dù chúng ta có một khoảng thời gian trên đâu thì sớm hay muộn chúng ta vẫn đu đỉnh thôi tại vì chúng ta khiến cho tài khoản chia ba chia bốn rồi và chúng ta không có cảm giác gì và chúng ta chúng ta vẫn vẫn niềm tin với những dự coi và chúng ta vẫn niềm tin với thị trường như vậy thì rất có thể là chúng ta sẽ phải trả giá ở tương lai đúng không chúng ta đầu tư kiểu gì mà chúng ta khiến cho tài khoản bị, bị âm rất là nhiều rồi mà chúng ta vẫn bình thường thì em em không giao dịch như vậy khi mà em giao dịch hay là khi mà em hướng tới một người chơi cùng em anh chị ở trong nhóm riêng thì em sẽ hướng tới với mọi người đó nha chúng ta sẽ giữ tiền trong những cái giai đoạn thứ nhất là trong cái sóng xuống và cái thứ hai là trong thời điểm mà thị trường nó không rõ ràng xu hướng chúng ta không dạy gì chúng ta đi kiếm tiền ở trong giai đoạn mà sóng nó đang là sóng xuống và chúng ta cũng không dạy gì chúng ta đi kiếm tiền ở trong cái giai đoạn mà thị trường nó không rõ ràng xu hướng nó chả biết là nó, nó nó đi về đâu ấy tại sao mà chúng ta phải nhảy vào giai đoạn đó để chúng ta kiếm tiền mà tại vì sao chúng ta không chờ đợi thứ nhất là thị trường nó chạm đáy và cái thứ hai là thị trường nó xác nhập thu về tăng trở lại và chỉ có mà chúng ta chơi như vậy thôi thì chúng ta mới có thể chơi được số tiền lớn và chỉ có chơi như vậy thôi thì anh em chúng ta mới có thể nhân tài khoản nhiều còn nếu như chúng ta giao dịch chúng ta ngày hôm nay chúng ta kiếm tiền ngày mai chúng ta cũng phải kiếm tiền ngày hôm nay chúng ta chơi và ngày mai chúng ta cũng chơi thì đó nó đúng với những người mà chúng ta mới tham gia thị trường và đó nó sẽ đúng với những người mà họ mất tiền trong thị trường này hơn là cái việc mà chúng ta giao dịch theo cái chiến lược và kế hoạch và theo cái hệ thống giao dịch em thì em sẽ không làm như vậy đó còn mọi người có thể trong sóng vừa rồi mọi người kiếm được tiền ok em vẫn em vẫn chúc mừng mọi người thôi nhưng mà em tin không có quá nhiều người họ tài khoản họ bằng cái thời điểm mà em cắt ao đâu cái thời điểm em cắt ao với mọi người là vùng 50 và 51 ngàn đô em cả với anh chị là trên cộng đồng hiện tại không có nhiều người họ quay trở lại cái số tiền thời điểm đó đâu ví thời điểm đó nhá họ có 50 ngàn đô thì ngày hôm nay họ chỉ có khoảng tầm 35 trên 40 ngàn đô thôi có rất nhiều đồng ăn coi hiện tại nó vẫn đang chia hai và chia ba và đa phần những đồng ăn coi nó vẫn âm từ 20 mươi cho đến ba mươi em cảm với mọi người là gần như đa phần ngày thời điểm mà 50 mươi năm đô em cắt nào ví dụ mọi người đang có 50 mươi đô thì ngày hôm nay thì thời điểm đó mọi người không cắt nào thì ngày hôm nay mọi người chỉ có khoảng tầm ba mươi năm trên bốn đô thôi đấy và kiếm tiền thì chúng ta phải nhìn vào cái cái xu hướng chính và chúng ta phải nhìn vào cái cái thời điểm đúng không ạ ngày hôm nay em có bóp lên trên telegram và em chia sẻ mọi người về một cái vấn đề đó nha thời điểm trong đầu tư thời điểm trong đầu tư có nghĩa là như nào ạ có nghĩa là khi mà cái cái thời điểm trong đầu tư và cái vị thế mà chúng ta đầu tư ấy, nó cực kỳ quan trọng cái điều đó nó sẽ khiến nó sẽ nó sẽ nó sẽ gì cả? cái thời điểm mà chúng ta đầu tư và cái thời điểm mà chúng ta chúng ta mua coi nó rất là quan trọng nó sẽ quyết định đến là việc này chúng ta trong tương lai nó có chiến thắng được hay không đó còn bây giờ em nói anh chị là rất nhiều người mới không những với những người mới về, với những cái người mà đã từng chơi ba một năm kinh nghiệm rồi mà họ vẫn chơi như người mới thôi ạ nên hãy cẩn thận cho em với cái thị trường này thì em sẽ không chơi như vậy em sẽ luôn luôn cẩn thận với tài khoản đặc biệt là trong giai đoạn này và trong thời gian mà sóng xuống vừa rồi đó thì nếu như anh chị mà chúng ta thấy những cái đồng coi tiềm năng anh chị có thể mua ok em vẫn đồng ý em không cản mọi người mua nhưng mà với em là một người chơi lâu rồi và với em là một người chơi khá là chắc chắn thì em không giao dịch rồi và chúng ta em sẽ chọn một cái vị thế nó đẹp và em sẽ chọn và em sẽ chờ đợi đến khi nào mà thực sự là nó cho một chúng ta cái cảm giác an toàn thì chúng ta mới đầu tư ở đây thì đa phần mọi người sẽ chưa trải qua những cái mùa sóng mà những đồng ăn con nó sẽ bị chia từ 100 cho đến 500 lần em biết là trong cái buổi zoom ngày hôm nay hoặc là trong những cái buổi nay em chia sẻ với mọi người thì sẽ không có ai không có nhiều người họ đã từng trải qua những cái mùa sóng mà những đồng ăn con nó bị chia từ 100 cho đến 500 lần thậm chí có những đồng con nó trên 1.000 lần chị có thấy kinh khủng không ạ một đồng ăn con nó trên một nghìn lần còn trung bình nó sẽ chia từ 50 cho đến 100 lần và mọi người tôi chưa từng trải qua những cái thời điểm đó và mọi người chưa từng trải qua những cảm giác đó thậm chí là những cái người mà người ta đã chơi từ thời điểm đó rồi đến bây giờ nhưng mà họ quên đi những cảm giác đó lý do mà tại vì sao mà họ quên đi là tại vì market sẽ làm cho chúng ta quên đi và họ sẽ xoa dịu những cái nỗi đau của chúng ta và chúng ta không còn nhớ nữa còn với em thì khác ở những cái gì mà ai gây ra cho em những cái gì mà market họ gây ra cho em vào trong quá khứ thì em rất là nhớ và em rất là đề phòng đó thì với em thì em sẽ không giao dịch như vậy em sẽ chờ em sẽ chờ đợi bạn này còn mọi người ok mọi người thấy đông coi tiềm năng mọi người thấy rằng những đồng an coi nó có thể nhân hai và nhân ba mọi người có thể mua còn em thì thật sự với mọi người chia sẻ thật sự với mọi người luôn ấy với em thì em chưa từng có suy nghĩ hầu coi từ thời điểm cắt ra từ thời điểm mà em thoát ở vùng 50 và 51 ngàn đô em chưa từng có một cái suy nghĩ là em sẽ hầu coi mà em chỉ có suy nghĩ rằng em sẽ đánh những cái sóng hồi 30 50 trăm và đánh những cái sóng hồi x2 và x3 thôi sóng x2 và x3 mà em đánh ấy, em xác định mà tương lai em sẽ đánh ấy, nó sẽ chỉ là những cái sóng hồi tại vì những đồng con nó sẽ bị chia từ 5 cho đến 7 lần rồi thì nó sẽ hồi từ hai cho đến ba lần đấy thì em đã xác định trước khi mà thấy em, em cắt nào em sẽ chỉ chỉ đánh sóng hồi thôi em không đánh sóng tăng và em chưa bao giờ có ý định cái hâu coi từ thời điểm thoát nên em phải chia sẻ thật ờ, em có một cái khác đó chính là em chơi trên tài khoản của em thì em tư vấn mọi người như vậy chứ không phải là em mua coi hay bảo mọi người thoát ra và không phải là em em thoát ra rồi nhưng em bảo mọi người vẫn hâu đó, em thì em chơi như vậy và những cái cách chơi đó thì nó có thể giúp em tồn tại được qua những cái năm tháng những cái thời điểm mà khắc nghiệt nhất của thị trường và em tin rằng cái bản chất của thị trường bơm xả thì nó nó vẫn đang diễn ra trong cái thị trường tài chính này và nó vẫn đang diễn ra trong cái thị trường crypto này Thế nên khuyến khích mọi người nếu như có ý định hâu thì thì nên cẩn thận nhá em em chưa hâu đâu mọi người chưa từng trải qua những thời điểm mà những đồng có ăn coi những đồng ăn coi mà được đánh giá tốt ấy, nó chia đến từ 100 lần đâu ạ mọi người chưa từng trải qua những thời điểm mà những đồng ăn coi ở trên cộng đồng và tất cả mọi người đều đánh giá tốt ấy mà nó vẫn trên 100 lần và mọi người em tin chắc rằng sẽ không không có nhiều người đã, đã từng trải qua những thời điểm đó đâu và những đồng ăn coi mà nó không phải là những đồng coi mà được đánh giá cao nó có thể chia từ 200 cho 500 lần là những cái điều hoàn toàn bình thường Đấy, nên uh, nên thị trường này thì thì nó sẽ có những cái rủi ro nhất định nếu như chúng ta không đề phòng và nó sẽ là cái cơ hội nếu như chúng ta chúng ta biết được thời điểm đầu tư và nó sẽ là cơ hội với những ai mà chúng ta có kinh nghiệm và với những ai mà chúng ta uh, biết được cái 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 bản chất và cái cách vận hành của nó em thì em nói thật với mọi người là em chơi em 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 đánh coi và em chơi tham gia thị trường tài chính như này không phải là ngày hôm nay em kiếm tiền và không phải năm nay em phải kiếm tiền mà em chờ đợi có thể là em chờ đợi khoảng tầm vài tháng hơn một năm nhưng mà thời điểm mà khi mà chúng ta vào nó là cái vị thế đẹp ấy thì rất là có thể là thứ nhất là chúng ta có thể đánh những được những cái sóng sóng áp chen và đánh cái sóng áp chen ấy em nói thật với anh chị nếu mà chúng ta giữ được tiền đến thời điểm áp chen thì kể cả cho dù anh chị không biết gì vì gọi là gần như là chúng ta chúng ta kiểu như là chúng ta cứ ném tiền vào thôi chúng ta vẫn nhân tối thiểu khoảng từ 5 cho đến 10 lần nếu chúng ta hâu còn nếu như chúng ta có kiến thức thì chúng ta có thể nhân nhiều hơn còn cái nhưng mà có cái, cái khó là cái gì ạ cái khó là không ông nào giữ được tiền khi bắt đầu một mùa sóng hấp trên mọi người có hình dung ra không ạ cái khó ở trong thị trường này là đến bắt đầu một mùa sóng hấp trên thì không ông nào còn tiền tại vì các ông nào cũng đang hầu và ông nào đang bị chia rồi thế đến lúc một một bắt đầu một cái mùa sóng tăng mạnh và một cái mùa sóng hấp trên thì chúng ta làm sao chúng ta còn tiền nữa đúng không ạ? chứ còn lấy đâu tiền để chúng ta mua vào chúng ta có tiền nhưng mà chúng ta đề cia rất là nhiều lần rồi và chúng ta toàn đề cia trong cái sóng giảm thôi và cứ đề cia xong là tài khoản lại chia và như vậy thì khi mà thị trường nó chạm đáy thì chúng ta nếu ra tiền để chúng ta mua đâu chúng ta đầu tư chúng ta phải có chiến lược chứ thế làm sao mà chúng ta lại phải phải tiếc như cái con sóng nó nó hồi như thế này hay là chúng ta lại phải vội vã trong những cái đoạn mà thị trường nó không rõ ràng xu hướng như này chúng ta đầu tư như vậy chúng ta đầu tư giống cái kiểu là chúng ta đang pha mô và chúng ta đầu tư như vậy thì không khác gì chúng ta là đầu tư theo cái kiểu là là con bạc ạ. À. Và đương nhiên rồi, em vẫn chia sẻ mọi người, con bạc sẽ không thể nào thắng được ở trong một cái sòng bạc. Con bạc sẽ không thể nào thắng được khi mà chúng ta đi vào trong cái casino ấy, chúng ta chơi. Có thể là khi mà anh chị vào casino anh chị có thể chúng ta kiếm được tiền. Đúng, nhưng mà chúng ta chỉ kiếm được tiền mà chúng ta giữ tiền hộ casino thôi ạ. À. Nhưng mà em tin chắc rằng nếu như anh chị còn chơi thì sớm hay muộn casino họ cũng sẽ lấy lại cái số tiền mà anh chị kiếm được và không những họ lấy cái số tiền mà anh chị kiếm được từ cái sòng cặp sau cái, cái cái trong cái casino đấy họ còn lấy đi cái phần gốc của anh em và không những họ lấy đi cái số tiền mà anh em mang vào chơi mà họ còn lấy thêm cái số tiền mà anh em sẽ về nhà chúng ta huy động chúng ta vay và chúng ta mang vào cái sòng bạc casino chúng ta chơi đó và trong thị trường tài chính rất nhiều người chúng ta đang là con bạc trong thị trường tài chính rất nhiều người chúng ta là là những con bạc trong cái khi chúng ta bước chân vào cái sòng bạc casino mà chúng ta không nhận ra chừng nào mà chúng ta nhận ra ấy, thì lúc đấy là chúng ta không còn gì nữa rồi và chừng nào mà chúng ta nhận ra ấy, thời điểm mà anh chị nhận ra là thời điểm mà chúng ta thua rất là đau rồi chúng ta không còn tiền nữa lúc đấy chúng ta nhận ra thì có thể nó đã muộn và em chơi thì em có chiến lược chơi của em em có hệ thống giao dịch của em đấy thì nếu anh em nào mà sau này chúng ta có cái chiến lược chơi không 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 phù hợp với em thì ok anh chị chúng ta có thể cắt nào khỏi nhóm em cũng rất là ủng hộ thôi anh chị chúng ta có chiến lược chơi khác chúng ta có cách chơi khác mọi người có thể cắt ra khỏi nhóm mọi người có thể thoát ra khỏi nhóm nhưng anh chị nào mà chúng ta thấy hợp với cách chơi của em thì mọi người có thể đồng hành và chúng ta chúng ta vẫn đi cùng nhau đó và trong những buổi zoom thì em sẽ hỗ trợ và em sẽ chia sẻ với mọi người về những cái kinh nghiệm và những cái mà em đã trải qua trong thị trường này rồi em nghĩ là sẽ không có nhiều người họ đã từng trải qua những cái 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 sự khốc liệt của thị trường như vậy và nếu như có một ai đó mà họ đã từng trải qua những thời điểm như em và họ đã từng kiếm được tiền thì em nghĩ rằng sẽ không còn mấy người người ta làm cộng đồng đâu. <laughs> em thì khi mà em làm cộng đồng thì em có một cái lý do nhưng mà em sẽ chưa, chưa thể chia sẻ với mọi người được. Khi mà em làm cộng đồng thì em có một cái lý do. Một cái lý do mà nhưng mà sau này có thể có thể là sau em sẽ chia sẻ nhưng mà em nghĩ rằng đa phần uh, những cái người mà người ta trải qua những cái mùa sóng như vậy thì không nhiều đâu. Nên uh, nên uh, em thì em đã một người mà thứ nhất là ở bên ngoài thì nếu như anh chị mà đang gặp em thì chúng ta sẽ biết được em là một cái người mà khá là cẩn trọng trong cái việc mà chúng ta xuống tiền hay là đầu tư đấy nên khi mà trong thị trường coi này em cũng vậy ờ, khi mà em đầu tư thì em sẽ phải tính toán đến cái rủi ro do đó để em mới đầu tư còn em sẽ không như mọi người đâu ạ em khi mà em muốn đầu tư em sẽ muốn rằng đó chính là em kiếm được tiền em phải biết được lý do tại sao em kiếm được tiền không biết là mọi người còn như vậy hay không nhưng mà em nhé chính là khi mà em mua một đồng coi khi mà em xuống tiền em hô coi em thắng và em được nhân tài khoản thì em muốn được biết được thì em muốn được đó, chính là cái mà em muốn được như là em biết được lý do tại vì sao mà em thắng và chỉ có một cái mà, mà khi, khi mà em làm như vậy thì em mới thực sự em hiểu bản chất thôi còn nếu như chúng ta đầu tư và chúng ta chiến thắng bằng một cái sự may mắn thì thật sự thì nó cũng rất là tốt nhưng mà với em thì nó không khiến cho cái bản thân của em mà nó 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 vui hẳn ấy và em khi mà em kiếm được tiền thì em muốn biết được rằng tại vì sao lý do vì sao em kiếm được tiền đấy nên khi mà uh, trải qua những cái năm tháng khốc liệt của thị trường thì em đã cái này có một cái gì đó mà em trai lì hơn cho mọi người uh, em có thể đứng ngoài và em đứng không biết là mọi người có thể làm được hay không em không biết là không biết là anh chị em thử hỏi nhá không biết là có anh chị làm được như em không em có thể đứng ngoài em nhìn thị trường nó tăng 2 nhân 2 nhân 3 thậm chí nhân 5 lần nếu như mà em bị nỡ vị thế nhá thì em có thể em đứng ngoài em chờ thị trường nó nhân 2 nhân 3 nhân 5 em vẫn đứng ngoài mà em không có cảm giác luôn ý. Mà em tin chắc rằng anh chị sẽ không thể làm cái điều đó em thì em có thể đứng ngoài nhìn thị trường tăng hai lần tăng 3 lần tăng 5 lần tại vì khi mà chúng ta nỡ bị thế rồi thì chúng ta không được phong mô theo và khi mà thị trường nó tăng như vậy mà chúng ta vẫn đứng ngoài được ấy, thì em tin chắc rằng một điều ấy là kiểu gì sau này cũng sẽ có một cái thời điểm để anh chị có thể vào hàng được khi mà thị trường nó xảy ra sóng điều chỉnh nhưng mà nếu như chúng ta không kiểm soát được nhá và chúng ta form mua theo chúng ta chưa nghiên cứu kỹ về cái con sóng hiện tại nó đang chạy và chúng ta nhảy vào phong mô theo thì rất là có thể là chúng ta sẽ là những người đu đỉnh đó khi mà em có thể là khi mà em nỡ một con sóng nào đó thì em sẽ đứng ngoài sau đó em sẽ chờ em sẽ phân tích sóng xem rằng liệu thời điểm này chúng ta đã bắt đầu chúng ta có thể đầu tư được hay chưa đúng không tại vì khi mà thị trường nó tăng thì nó sẽ có một cái sự nôn chuyển dòng tiền và chúng ta chỉ cần xác định được rằng đây là cái sóng tăng nó đã được nó đã được thiết lập rồi thì nó sẽ không thiếu cái điểm để cho anh chị vào mua coi đâu và cho dù thị trường nó có tăng hai lần ba lần năm lần nhưng mà đấy là một con sóng áp trên thì em cảm với anh chị anh chị có thể nhân được 10 lần tài khoản nữa nhưng với điều kiện là cái những cái thông những cái chỉ số những cái chỉ báo và cái hệ thống giao dịch của anh chị nó phải cho ra thị trường nó áp trên tại vì khi mà thị trường nó áp trên thì kể cả những đồng an coi nó còn nhân hai nhân ba hay nhân năm lần rồi nó vẫn có thể nhân thêm 10 lần nữa đó và những cái điều đó là những cái điều mà em cá là không nhiều người người ta làm được đâu em thì bây giờ có một cái gì đó mà em trai nhỉ với thị trường rồi em đầu tư thì bây em uh, ní trí lắm chứ không như mọi người đầu tư theo cảm xúc đâu đó đấy một cái chút chia sẻ mọi người về thị trường còn về cái nhận định chung về thị trường ngày hôm nay thì uh, em sẽ nhận định với mọi người một lần nữa như là em sẽ chưa đầu tư và em sẽ chưa có ý định hâu coi ở thời điểm này mà cái thời điểm này cái thời điểm này em sẽ đứng ngoài quan sát thì vì em đang nghĩ tới kịch bản là nếu như trong trường hợp mà thị trường nó hình thành cái con sóng đau trên dài hạn ấy, thì rất là có thể là cái vị thế ngày ngày hôm nay mà chúng ta mua ấy uh, sau này chúng ta sẽ phải hối hận Đấy, nên em thì em sẽ đứng ngoài và em sẽ chờ cái xu hướng rõ ràng thì sau đó em mới vào còn anh chị nào mà chúng ta có thể là chúng ta vội vàng chúng ta có những cái cái chiến lược chơi khác mà nó không không phù hợp với em thì ok sau này anh chị có thể tự chơi và chúng ta có thể uh, tham khảo những cái anh chị khác trên cộng đồng còn em thì không phải là em không chia sẻ với mọi người những cái dự án coi được Nếu anh chị nào mà chúng ta theo dõi em từ thời điểm em làm cộng đồng tháng 3 ấy Ở à đâu? Tháng 7 năm 2021 Tháng 7 tháng 8 năm 2021 em chia sẻ với mọi người về những dự án coi rất là nhiều Tại vì lúc thời điểm đó là thời điểm mà thị trường bắt đầu set up một cái sóng tăng thì Thời điểm đó thì chúng ta đi mới đi phân tích và chia sẻ với nhau về những dự án coi Còn những cái giai đoạn mà thị trường như này thì em lại hướng tới mọi người đó là không nghiên cứu sâu về những dự án coi nữa đấy thì em hướng tới mọi người như vậy hơn còn sau này thì uh, mọi người yên tâm là như là sau này đến lúc thì trường nó tăng trở lại hay là thị trường nó thiết lập một cái suối áp thì em sẽ chia sẻ với mọi người những cái dự án rằng những dự án này nó đang phát triển như nào và cái hệ sinh thái và cái cái độ đẹp của nó phát triển nó có ổn hay không đó thì em sẽ làm như vậy còn em sẽ theo cái cái trường phái như vậy thôi còn sau này thì em hy vọng rằng nếu như anh chị mà chúng ta có những cái cái quan điểm như em hoặc là chúng ta thấy rằng cái cách chơi của em nó nó có, nó nó phù hợp với anh chị anh chị có thể theo còn sau này nhé anh chị ở trong nhóm riêng mọi người thấy không không hợp lý mọi người có thể ao ra nhóm cái đấy em rất là ủng hộ mà em không không có ý kiến gì cả nhá cái về xu hướng dài hạn thì về bitcoin thì em chưa thấy một cái tín hiệu tích cực so với thị trường hiện tại và với em thì giai đoạn này thì hạn chế hầu coi thôi về dài hạn thì em vẫn hướng tới mọi người nha nó sẽ có hai vùng hỗ trợ nếu nó, nó về được nó có thể mua là vùng bitcoin khoảng vùng 30.000 đô ở quanh vùng 30 000 đô và bitcoin vùng thứ hai là vùng 24 trên vùng 25 000 đô hai cái vùng này sẽ là hai cái vùng hỗ trợ rất là tốt để chúng ta bắt được những cái con sóng để có thể gia tăng tài khoản Nếu như nó có thể về đây chúng ta không thể biết được chắc chắn nó có về hay không nhưng nếu như có thể về thì nó sẽ đánh được hai cái sóng và hai cái sóng này nó xảy ra thì chúng ta có thể nhân từ ít nhất là nhân hai còn trung bình nó sẽ có thể chúng ta sẽ được nhân ba lần tài khoản ít nhất là chúng ta sẽ được nhân hai không chúng ta phải nhân ba lần tài khoản đó thì như vậy thì em sẽ chờ thời điểm cho anh chị nhé đó chúng ta sẽ chờ đầu tư thì chúng ta phải chờ đầu tư mà chúng ta vội vã là chúng ta chết rồi chúng ta rất nhiều anh chị mà chúng ta đầu tư nhưng mà chúng ta vội vã thì chúng ta chết rồi chúng ta khi mà chúng ta vội vã thì chúng ta càng khiến cho những cái con bạc nó dễ dàng mất tiền hơn và đầu tư chúng ta phải có chiến lược chơi chúng ta phải có kế hoạch giao dịch chứ không phải là chúng ta đầu tư nhưng mà chúng ta vội vã trong tất cả lĩnh vực đầu tư mà chúng ta cần cái thời điểm mà chúng ta đầu tư nó rất là quan trọng đặc biệt là với thị trường tài chính này đó nên nếu như anh chị nào mà còn vội vã kiếm tiền ý, thì em nghĩ rằng chúng ta cần phải ngồi lại để anh chị sẽ sẽ suy nghĩ rằng liệu rằng những cái mà chúng ta làm trong thời gian vừa qua nó đã giúp mình kiếm được tiền hay là nó khiến cho chúng ta mất tiền em chị em bảo mọi người nhớ nhiều khi mọi người sẽ phải ngồi ngồi lại mọi người ngồi lại mọi người, mọi người nghĩ cho em đúng là những cái cách chơi của chúng ta thời gian vừa qua nó giúp chúng ta kiếm được tiền hay là nó khiến cho chúng ta mất tiền như những cái chơi mà trong thời gian vừa qua nó khiến cho anh chị mất tiền thì chúng ta sẽ phải nhìn nhận ra rằng lý do tại vì sao mà chúng ta mất tiền đó để chúng ta chúng ta sửa đi và chúng ta thay đổi cho nó phù hợp còn nếu như những cái chơi đó của anh chị mà chúng ta khiến cho chúng ta kiếm được tiền thì chúng ta cũng nên ngồi lại chúng ta suy nghĩ rằng lý do vì sao mà chúng ta kiếm được tiền chúng ta kiếm được tiền là vì năng lực hay là chúng ta kiếm được tiền vì cái sự may mắn. Nếu như nó vì năng lực thì chúng ta phải phân tích ra rằng để chúng ta có cái kế hoạch trong tương lai là chúng ta sẽ sẽ làm như nào tiếp để chúng ta duy trì được cái chiến thắng đó. Còn nếu như chúng ta nhìn thấy rằng chúng ta phân tích lại rằng cái chiến thắng của chúng ta là cái dựa vào may mắn, thời điểm mà chúng ta vào ấy là thị trường nó tăng, chúng ta mua nó thắng thôi. Chính là phải phân biệt ra như là chúng ta kiếm được tiền bằng năng lực hay bằng sự may mắn. Nếu như chúng ta kiếm được tiền bằng sự may mắn ấy thì một cái mà anh chị cần phải làm ngay cho em đó chính là phải trau dồi cái kiến thức. còn nếu như anh chị vẫn dựa vào cái may mắn này chúng ta kiếm tiền ở tương lai, thì em cá với anh chị sớm hay muộn anh cũng sẽ thua cuộc và chúng ta thua rất là đau. mà cái mà chúng ta cần phải làm mà là chúng ta phải thay bộ có em, chúng ta phải bổ sung ngay cái kiến thức để chúng ta giữ được cái số tiền đấy. đó, đây là những cái mà em đã từng làm ở trong cái thời gian vừa qua, đó là những cái may cái mắn từng làm khi mà thời điểm 2017 và khi mà thời điểm 2018 em không giữ được hết số tiền mà em kiếm em đến vẫn thắng 2018 chứ không phải là em không thắng nhưng mà em không giữ được cái mục đỉnh của em và sau đó thì em mất một cái khoảng thời gian rất là dài nhé khi mà em cắt ao xong ấy ở, em mọi người không biết nhưng mà khi mà em cắt ao xong khi mà em cắt ao thời điểm 2018 xong ấy em có một cái khoảng thời gian rất là dài em ngồi em nhìn thị trường thậm chí là em gần như là em em suy nghĩ và em dành cái thời gian em suy nghĩ về cái bản thân rất là nhiều rằng 2017 và 2018 thì tại sao mà mình lại thắng nhiều như vậy và 2017 và 2018 ấy, tại sao mà em lại không giữ được cái số tiền đó đó hồi đấy thì em nghỉ lâu lắm thật sự em có một khoảng thời gian mà em nghỉ thị trường rất là lâu có một số anh chị sẽ biết một số anh chị ngày xưa mà mà chơi với em thì sẽ biết thời điểm đó là em không chơi coi luôn em bảo mọi người này em không chơi em nghỉ luôn sau đó thì một cái khoảng thời gian mà em tĩnh lại em suy nghĩ lại sau đó thì em tìm ra được những cái hướng đi cho mình và em tìm ra những cái điểm yếu và những cái mà mình chưa hoàn thiện để em thay đổi và những cái gì mà em đã làm tốt để em phát huy đó nên uh, khi mà mọi người nghe những cái lời chia sẻ của em hay là mọi người nghe những cái cái việc mà em phân tích thị trường ấy, thì sẽ thấy một cái là em khá là chắc chắn em khá là chắc chắn và em khá là cẩn trọng nó đấy là tất cả nó đều có lý do chứ không phải là em là một người chơi theo cảm xúc nữa còn em vẫn nói với mọi người rồi nếu như em là một người chơi theo cảm xúc ấy thì ngày hôm nay em sẽ không thể ngồi đây và em chia sẻ một người được. Thì, thì em mà là một người chơi theo cảm xúc ấy, thì khả năng là bây giờ em đã bỏ thị trường rồi. Đó. Nên hy vọng rằng, nếu anh chị mà ra đi với em ở trong nhóm, thì có thể học hỏi một cái gì đó từ em. Đấy. Nếu như nếu như nếu như được thì có thể học hỏi một cái gì đó từ em, vì em là một người đã trải qua là đã một là một người mà trải qua những cái giai đoạn mà nó thăng trầm lắm của thị trường luôn ấy. Có những thời điểm mà em kiếm một cái số tiền mà em không nghĩ em thật mọi người là em không nghĩ là em có thể sở hữu một cái số tiền lớn đến như vậy. Ở thời trẻ em có một cái kế hoạch là em có thể em kiếm được một triệu đô trước năm 30 tuổi ạ. Nhưng mọi người biết không ạ? Em kiếm được nhiều hơn số tiền đó và nó cách cái thời điểm năm 30 tuổi của em nó rất là xa. Rất là xa, không biết là bao giờ mình đến 30 tuổi luôn ấy. Mà em lại còn sở hữu một số tiền nhiều hơn như vậy. Đó, và thật sự nó nhưng mà nó hơi tiếc một tí tại vì thời điểm đó không giữ được hết. Nhưng mà vẫn là may mắn thì khi mà em giao dịch và khi mà em trải qua những thời điểm đó rồi thì thì em lại kiểu em em lại uh, uh, hay ngồi lắm tại vì cái tính của em thì em lại hay ngồi em suy nghĩ uh, suy nghĩ về cái cánh cái gì mà chúng ta đã bản thân của em đã làm trong lần vừa qua những cái vấp ngã và những cái chiến thắng sau đó thì em hoàn thiện em dần chứ không phải là ngày hôm nay không phải là ngày hôm nay em em tự dưng em có đâu ạ mà qua cái thời gian thì bản thân của em là cái người mà có cái khả năng rèn luyện và do em thay đổi và những cái cách chơi đó những cái hướng đi đó nó giúp em kiếm được tiền đến ngày hôm nay thì em vẫn duy trì còn em sẽ không mất mọi người phải theo những cái suy nghĩ hay là cái chơi của em nhưng mà ít nhất là những cái chơi của em nó là một cái cái mà mọi người có thể tham khảo đấy thì sau này nếu như uh, nếu như anh chị mà chúng ta chơi cẩn thận trọng được trong thị trường này và nếu như chúng ta có thể kiếm được tiền thì nó rất là tốt còn em chỉ sợ là ngày hôm nay đúng không anh chị tham gia buổi zoom ngày hôm nay nhưng mà sau này một vài năm nữa nó chỉ có khoảng tầm 10 cho 20 phần trăm anh chị tham gia buổi Zoom ngày hôm nay đồng hành được với em nữa thì nó rất là buồn đúng không? thì em hy vọng rằng ít nhất là trong buổi Zoom ngày hôm nay thì sau này nó cũng phải có khoảng tầm ít nhất là khoảng tầm 50 phần trăm mọi người đi tiếp với em chứ còn sau này mà có khoảng tầm sau này có khoảng tầm 10 20 phần trăm thì nó buồn lắm ít quá nên em hy vọng rằng trong cái buổi Zoom ngày hôm nay thì ít nhất là sau này phải có 50 phần trăm mọi người có thể đồng hành được với em nữa còn em nghĩ là nó không nhiều không quá nhiều đâu em nghĩ rằng nó cùng nắm từ 50 cho 70 phần trăm thôi còn trong buổi dung ngày hôm nay sẽ cũng đó ok ok đọc qua bình luận mọi người nào về xu thị trường thì em nghĩ là mọi người nên chờ thêm đi nó sẽ ổn thôi tầm này bảo nhạy cảm lắm về mặt mà bằng chung của an coi nó mọc nhạy cảm lắm nhìn sợ luôn ấy. thật em nhìn cái sóng em sợ lắm ấy không biết là mọi người chơi trên thị trường và trên cộng đồng nào ấy, nhưng mà thật sự em sợ cực kỳ em, em ghê cực kỳ em cứ nghĩ đến cái sóng như này thôi nó chạy về đây thôi thì mà toang luôn ấy. đấy em em một chút thì cảm giác về thị trường với mọi người còn ngắn hạn thì em lại không phân tích với mọi người nữa tại vì thời điểm này để mà chúng ta phân tích ngắn hạn thì nó không hợp lý em em sẽ không phân tích ngắn hạn ngắn hạn khi mà nó đang ở trong cái sóng tăng trưởng thôi thì chúng ta mới phân tích ngắn hạn còn bây giờ bây giờ chúng ta nếu anh em nào mà chơi phiêu trò chỉ đợi nó đảo chiều vẫn là sót thôi nhưng mà nó chưa đảo chiều khổ mãi là chưa đảo chiều, bây giờ bitcoin mà muốn nó đảo chiều ấy, bây giờ bitcoin nó nó, nó muốn đảo chiều nó phải rơi về khoảng cỡ bốn ba ngàn đô. bây giờ bitcoin của chúng ta, ấy, mà bây giờ muốn nó đảo chiều nó phải rơi về cho anh chị về tầm này này, nó mới đảo chiều. Đấy. Nên mọi người mà chơi phiêu trào mọi người rất là rất rất là dại, mọi người đi sót ở những cái vùng này, sót không được nhưng mà mọi người phải cài sở thấm nót. Nhưng mà cái điểm đảo chiều của bitcoin ấy là rơi về khoảng tầm bốn uh, 000 ba ngàn đô này vùng 43 000 đô này sẽ là cái vùng mà quyết định thị trường nó đảo chiều hay không. Đó, nên em sẽ chờ nhá. Anh em mà đánh phiếu chờ thì em nghĩ là nếu sót thì phải cài sớm nó thôi. Còn em thì em khi mà em xác định sót một cái lệnh lớn thì em phải quyết định cái vùng 43 000 đô này. Nó rất là quan trọng. 43 000 đô này nó sẽ quyết định thị trường nó đảo chiều. thì chúng ta sẽ phải chờ nhá, xem liệu nó có về được hay không. Nhìn có bình luận của anh em nào. Nếu rồi, bây giờ mình có cần phải chờ hai ba tháng gì, gì rồi đúng không? tầm này khả năng phải chờ lâu đấy tầm khả năng là phải chờ tầm lâu đấy anh em ạ à. tại vì sóng cái hồ nó, nó, mạnh quá sóng hồ nó càng mạnh thì chúng ta lại thời gian chúng ta lại chờ nó càng lâu có thể anh em phải chờ khoảng tầm nhiều hơn một tháng mình nghĩ là thời gian tới để mà anh em bắt được một cái điểm sắp tới nó sẽ nhiều hơn một tháng nó sẽ không nhanh đâu trừ khi sóng bơm thôi sóng bơm nó mới bơm nhanh thôi anh em sóng bơm là mới bơm nhanh thôi sóng giảm nó cứ giảm từ từ nó khó chịu lắm nó giảm nó kiểu nó giảm này nó giết anh em dần đi nó xoa dịu cái nỗi đau của anh em dần đi nó kiểu như nó giết kiểu giết từ từ anh em ạ à. chứ nó nó mà nó mà xả luôn thì này, 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 nó chỉ là sóng bơm thôi sóng giảm nó không bao nó giảm nhanh đâu nó giảm từ từ thời gian giảm nó rất là lâu rất là ỉ ạch thời gian bơm nó chỉ cần mất tầm một tháng thôi nhưng mà thời gian xả thì mất tầm 3 tháng nguyên tắc của thị trường nó sẽ là như vậy bơm bơm nhanh lắm bơm một khi một tuần thôi nhưng mà xả có khi này phải xả mất tầm tháng nó mới xả xong đấy nên mọi người sẽ phải hiểu anh là nó xả bao giờ cũng sẽ lâu hơn là cái việc bơm bơm mình bơm nhanh á bơm một phát là bơm phát ít 5 đến ngay nhưng mà xả nó phải từ từ thiếu dùng chỉ báo gì vậy á em mà em dùng dầu chỉ báo lắm Thực ra mọi người Đấy. có thời điểm em dùng Ichimoku nhá thời gian trước thì em lại dùng Ichimoku đúng không thời điểm này thì em dùng MA, ma ba tư nhá ba tư tám chín anh em nào dùng cũng có dùng MA ba tư dùng được em thì em dùng 3489 thì cũng được hoặc là em dùng chim cu này hoặc là em dùng bôi dơ ben này hoặc là em dùng một số công cụ khác nhưng mà với cái quan điểm của em thì tất cả những công cụ nó đều cho ra kết quả như nhau rất là nhiều ông nhiều ông rất là giả mấy học về kỹ thuật xong mấy ông chả, chả, hiểu cái gì à, tất cả những cái công cụ phân tích kỹ thuật đấy nếu như một người dùng thì nó sẽ cho ra một kết quả như nhau về thị trường nếu như anh chị mà dùng Ichimoku nhá hay là anh chị dùng về MA nhá nếu cùng là một anh chị dùng ấy nó sẽ cho trả ra một cái kết quả như nhau. Nhưng mà nếu như em dùng em dùng EMA và anh chị dùng em mà thì cái hai kết quả nó sẽ khác nhau. Đấy nên mọi người mà thấy thấy mọi người những cái người khác người ta dùng những cái công cụ này công cụ kia ra mình theo thì không cần. Mà anh chị sẽ thấy rằng cái 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 dùng cái công cụ nào nó phù hợp để chúng ta dùng thôi. Còn với em thì bây giờ thì em phân tích em không cần dùng cái chỉ báo thì đúng không? Em vẫn phân tích được. Thì với em thì những cái chỉ báo vào để cho nó nhìn dễ và để dễ dàng phân tích với anh em hơn thôi còn còn về xu hướng với em thì bây giờ nó kiểu nó, nó quen rồi anh. không cần. Còn hiện tại em đang dùng trên biểu đồ này, cái thời điểm trước là em dùng Ichimoku mặc định. Còn bây giờ thì em dùng uh, MA, MA thì em dùng hai đường 34 chín Nếu như anh chị mà chúng ta muốn dùng MA có thể dùng 3489 chín được. 34 chín là một cái mà em chia sẻ với mọi người rồi đúng không? 34 chín nó theo cái chu kỳ sóng của ba tư 34 chín là một cái mà ông anh của em ông chia sẻ nó lâu rồi. Mấy năm trước. Ờ uh, em a có nghĩa là tại sao mà dùng ba tư tầm chín đúng không em đã từng chia sẻ mọi người trong một video rồi đó nha trong một cái chu kỳ sóng wave này thì nó có 144 sóng trong 144 sóng thì nó sẽ gồm 89 uh, à, 34 sóng chủ và 89 sóng điều chỉnh đúng không? À, 89 sóng chủ và 34 sóng a à, 89 sóng chủ và 55 sóng điều chỉnh thì trong 50 năm sóng điều chỉnh ý, thì nó có 34 sóng chủ và 21 sóng điều chỉnh đó thì chúng ta sẽ dùng 34 và 89 ngoài ra anh em sẽ có thể dùng cái MA 144 và 200 đấy, nếu như mọi người mà muốn dùng cái bộ công cụ em uh, MA đầy đủ ấy thì mọi người sẽ dùng cho em là chính là bộ công cụ là 34 này, 89 này, 144 này và 200. Đấy, đây là bộ bốn công cụ MA mà nó là chuẩn bài luôn đấy. Nhưng mà em em dùng mỗi 34 89 dùng mấy kia đau đầu lắm. Không cần, kiểu nhìn xuống dài hạn thôi. Mọi người mà một dùng này, 3489 này, 144 và 200 này, dùng được. Em này 144 và 200 để nhìn xuống dài hạn thôi. Còn em thì em dùng 3489 thôi nhé. em nếu như chưa dùng có thể tham khảo nhé. Sau này nếu như có thời gian em sẽ chia sẻ mọi người về kỹ thuật cũng được. Nhưng mà kỹ thuật thì mỗi người một cách dùng thôi kiểu như là do mình ứng dụng thôi chứ không phải là kỹ thuật chia sẻ với ý. các bạn là các bạn sẽ ứng dụng được như mình và kiểu như là mỗi người có một cách dùng mà mỗi người có một cái cách cách ứng dụng sau một cái khoảng thời gian mà chúng ta có kinh nghiệm đấy chứ bây giờ cùng là một cùng là các bạn dùng em ba tư tầm chín nhá mình cũng dùng em ba tư tầm chín nhá nhưng mà kết quả nó trả ra nó khác nhau nhưng mà nếu như mình dùng ba tư tầm chín này và mình dùng cái công cụ là em bôi dùng uh, Ichimoku ấy nó sẽ trả ra một kết quả như nhau đấy mình dùng giờ đi hay là dùng uh, nó đều trả ra một kết quả như nhau nhưng mà nếu như mà mình dùng mà CD, các bạn dùng mà CD thì cái hai kết quả nó sẽ khác nhau. Đấy, nó sẽ phụ thuộc vào à, người dùng thôi. chứ không phải là nó phụ thuộc vào những cái chỉ báo nó giống nhau đâu anh em. Mà những cái đó thì nó sẽ phải dựa kinh nghiệm. Mỗi người sau một khoảng thời gian này chúng ta sẽ có những kinh nghiệm khác nhau. Anh tham gia Bitcoin à, Em bảo em bảo nhá mọi người nhá người sau này mọi người tham gia zoom ấy, mọi người đổi tên theo cái kiểu telegram đi nhá cho em còn nhớ cho em kiểu đọc tên nhiều khi anh chị kiểu iphone với cả kiểu samsung ấy nhiều của em không biết ai đấy sau này nếu mọi người tham gia mọi người lên nên đổi lên đổi tên theo cái telegram ấy thì em sẽ đọc em sẽ đọc nó sẽ sẽ biết được ai luôn đấy mọi người đọc tên kiểu iphone em chịu anh tham gia bitcoin từ 2017 nhiều nói thật đúng không? Cái đó là những cái mà trải nghiệm của em về thị trường thôi nên những anh chị nào mất mát trong thị trường này hoặc là nhanh em nào mà trải qua lâu rồi thì sẽ hiểu những cái nào em chia sẻ còn mấy cái ông mà mới hoặc là mấy mà bạn mà mới mấy anh chị mà mới anh chị hay kiểu hay nói khái em lắm kiểu kiểu mấy anh chị mà kiểu mới tham gia vào thị trường mấy tháng ấy, hoặc là dưới một năm hoặc là những anh chị mà đang kiếm được tiền hay anh chị hay nói khái lắm nhưng mà thường là những anh chị mà chúng ta đã từng mất mát rất là nhiều hoặc là chúng ta đã từng tham gia thị trường trên hai năm thì là thường là anh chị sẽ hiểu sẽ hiểu được một cái phần nào đó mà em chia sẻ mọi người Đấy, nên nhiều khi em ngại mình, mấy ông mới lắm, mấy ông mới vào mấy ông hay kiểu nói thấy nhiều khi ban thì nó cũng không vào đâu vào đâu mà mình nói lại thì em lại không nói lại đấy, nên thường thì anh em mới thì chỉ khuyên anh em một cái thôi như là chúng ta hãy trải nghiệm thị trường đi đến một thời điểm thì mình nghĩ rằng các bạn sẽ có thể là lúc đấy các bạn sẽ sẽ không quay lưng với mình nữa và có thể lúc đấy các bạn sẽ nghe mình thì uh, mình khuyên đó nha nếu như các bạn mà có có cách chơi khác mình đi. Thì đơn giản nó như này là các bạn có thể duy trì cách chơi đó thôi mình không nói gì đâu mình trả chế các bạn là chơi, là chơi đúng hay chơi sai nhưng mà hãy làm sao để chúng ta chơi chúng ta giữ được tiền và kiếm được tiền chỉ, chỉ có như vậy thôi thì thì chúng ta mới có thể là mới chiến thắng được còn chúng ta cứ chơi nhưng mà chúng ta thua và chia tài khoản rồi thì các bạn cứ nhận đúng là cái gì đây mình cứ nói anh em này này nhiều khi mình bảo anh em là bây anh em tài khoản anh em đang bị chia năm sẻ bảy rồi anh em bây anh em cứ vào anh em nhận đúng cách chơi của anh em đúng là cái gì nếu mà anh em đúng ấy thì tài khoản của anh em đã không bị chia năm mà chia bảy không bị chia hai mà chia ba Nhiều mà bây giờ mình có bị chia tài khoản đâu ạ à. và mình được nhân và mình được giữ nguyên số tiền mà mình được nhân ở thời điểm đỉnh cao nhất thời điểm mà bitcoin ở đỉnh vùng 70 mươi năm cho đến 90 mươi đô thời điểm đó là thời điểm mà mình tài khoản của mình ở đỉnh cao nhất sau đó thì bitcoin nó sập một phát về vùng uh, cái ngày hôm đó là bitcoin nó sập một phát về bao nhiêu ấy sau đó hồi lên vùng 52 mươi đô thì thời điểm đó là tài khoản của mình nó về cái đỉnh cũ và tài khoản cũng có lời khoảng từ 10 cho đến 15 phần trăm không những về cái đỉnh cũ mà mời lời từ 10 đến 15 phần trăm tại vì cái sóng đó mình đánh con Bico với con gtc mình vẫn bảo rồi như anh em mà tham gia nhóm premium của mình đầu tiên ấy đánh hồi đấy mình bảo mọi người là thích ra một phần vốn để đánh con gtc với con Bico nên cái sóng đó nếu như mà mọi người tuân thủ theo ấy thì em cá là sẽ không nhiều anh chị mà là âm tài khoản đâu thật còn nếu anh chị mà mà âm tài khoản em nghĩ là khả năng cái sóng đó anh chị ôm an coi là một và thứ hai là anh chị không vào hai đồng coi đấy còn sau đó thì em tài khoản em dương mà thật và một số anh chị mà em uh, quản lý tài khoản đi nó vẫn có lời gần như là những anh chị em quản lý tài khoản là ai bây giờ cũng có lời nhá ít nhất là hòa vốn ít nhất là hòa vốn và bây giờ mọi người đa phần em này trên cộng đồng chia tài khoản nhiều lắm mình đang còn vài dàn đào coi nên vân vân đó. đào coi là đào coi cũng được em 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 ngày xưa em đào coi nhiều lắm mọi người em là một trong ngày xưa em là một trong những cái phân xưởng đào coi nhiều nhất ở miền bắc luôn ấy ngày xưa em đào đào cực kỳ nhiều ngày xưa em đào nhiều lắm nhiều lắm chỉ có mấy ông kiểu mấy ông ở quảng ninh này mấy ông đang ở quảng ninh này đào mấy trăm dàn ấy ba bốn trăm dàn thôi hồi đấy miền bắc mình đào coi ít lắm mọi người hồi đấy miền bắc đào coi ít lắm hồi đấy em đào em đào nhiều cái đó cái riêng cái dàn n ba cộng của em nhá dàn n ba cộng đào nai coi em đã đặt 100 máy rồi 100 máy đào nai coi đặt ở bên đặt ở cái bên gì nhỉ Akara ấy, em đặt ở bên Akara 100 máy ở bên đấy hồi đấy là rơi khoảng tầm 75 triệu 67 70 hay 75 triệu một máy còn trước đấy thì em đào là em đào ETH hồi đấy là em đào ETH mới là có, có, một cái khoảng 50 máy đào A4 nữa A4 là đào nai coi sau đó về sau em nhập trên một cái máy đào 3 cộng em về em đào còn đầu tiên là em đào máy đào cả đào ETH cơ ngày xem đào nhiều lắm mọi người ngày xưa được riêng thì eth của em một ngày em đào được nhiều lắm nó phải rơi vào khoảng tầm em phải không thống kê cơ nhưng mà cái lúc mà bắt đầu em khởi động máy em đào một ngày em được ba eth mà lúc bắt đầu đào một chút ít máy lắm ý. về sau em đào doanh thu một tháng cao cực kỳ luôn nên nhưng mà về sau em bán hết máy hồi đấy khi mà em bán máy em bán được nhiều lắm em đào xong khoảng tầm hơn một năm rồi nhá mà em bán máy em vẫn còn có lời rồi đấy nên mọi người sẽ hiểu là cái thời gian mà em đào máy em đào sớm lắm nhưng mà về sau thì em không đào với em chơi thôi đào nó mất vất vả quá nhưng thứ hai là nó liên quan đến vấn đề vấn đề về xưởng này rồi vấn đề điện đóm nữa thế em không đào em nó shop BGC tại 43 47 3 cho 48 từ anh em có thể sót được 48 tư anh em sót đỉnh cũng được Ừ anh em nếu mà anh em cài sớm nó là được mà cài sở tấm ở đâu mình xem nào ba bây giờ biết là bao nhiêu ôi sót cao hết nhỉ bây giờ biết còn có 459 mình nghĩ là cứ cài sớm nó ở đỉnh cũ này thôi bạn cứ cài sớm nó ở cái vùng này này em có thể cài sớm nó cho anh ở cái vùng giá này, này cái đỉnh cũ thôi cài cho anh khoảng 4778 bảy này cài đây là được rồi không cần phải 48 tư đâu cài tầm 48 mươi tám ngàn đô thôi nó cắt nếu nó nó chạm này thôi bỏ đi Nguyên tắc, nguyên tắc đánh phiêu trò nhá anh em phải hiểu là nguyên tắc đánh phiêu trò nó, nó bắt buộc phải đúng hoặc sai nó không như đánh support đâu anh em đánh support anh em sai anh em có thể ô mà anh em có thể hâu được nhưng mà đánh phiêu trò nó, nó phải có đúng và có sai nên nguyên tắc mà đánh phiêu trò phải cải sớm nó nếu như anh chị mà không cải sớm nó anh em dồn vốn sang để anh em để xe nhá này em chết nó sẽ ngốn hết cái số tiền mà anh em bên support của anh em anh em không chịu cắt lỗ nhá nó ngốn hết số tiền của anh em đấy nên mình khuyên bảo anh em là, là nếu anh em mà định đánh phiêu trò khuyên là không nên đánh rồi nhưng mà nếu vẫn cố đánh ý, thì bắt buộc phải có điểm sớm tấm nót nó nó vượt qua cái là cắt mà nếu như nó vượt qua nó của mình xong phát nó quay đầu với kệ nó còn nếu như các bạn không cài cho nó các bạn dồn vốn sang các bạn để ra thì sớm hay muộn các bạn cũng cháy hết tài khoản và nó vốn hết cái số tiền mà bên support của anh em đấy nó không phải là như bot độ sai vẫn ôm được vẫn hâu được mà future sai là mất hết Đây, đây, đây. theo Hiếu trên xuống giảm về 30 000 có điểm nào biết hồi lại để nước sóng ăn coi hay không? Em chờ đi lại vì nó chưa về nên mình chưa chưa dám bảo anh em là nó có sóng hồi hay không. Đây bản chất của thị trường này là cái thị trường mà chúng ta phải bám sát theo đường giá mọi người. À, cái bản chất của thị trường này là cái thị trường mà chúng ta phải bám sát theo đường giá, đường giá nó chạy, đường giá nó chạy bắt đầu mình bắt đầu phân tích nó kỹ hơn. Còn theo em thì trong cái quá trình mà sóng nó chạy nó sẽ có những điểm hồ thôi, nó sẽ có những cái điểm hồ nhưng mà nếu mà vào điểm hồi để anh ăn coi thì không nên mà điểm những cái điểm hồi mà trong cái sóng giảm này thì nên đánh bit thôi hoặc là nên đánh những cái đồng coi tốt thôi ETH đang sót vô lúc 3575 3575 anh em đánh hàm đánh trời thế nhỉ sở top nó ở 3600 đôi không hiểu á theo em mình nên sợ tấp nó ở đỉnh cũ còn nếu mà anh em mà sót theo cái đêm một thì mở sót nó theo đêm một là ba nó có nhiều cũng nhiều có nghĩa là những cái điểm thật nó của chúng ta lại không giống nhau cơ ví dụ như anh em là mà sót dài hạn này thì phải sót nó là ba ngàn tám còn anh em mà sót ngắn hạn của nó thì sót nó độ đỉnh cũ đấy nên có nghĩa là để mà tư vấn cho các bạn thì nó rất kiểu như là mỗi người chơi cho chúng ta hình thành kinh nghiệm riêng thôi chứ còn bây giờ không phải điểm sót nó của chúng ta như nhau ví dụ anh em mà xác định sót dài của nó về khoảng một k tư chẳng hạn thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải sót nó là ba ngàn tám còn nếu anh em mà đánh ngắn hạn ấy, phải LH, LH này về eth so eth này so bit thì chúng ta chỉ sớm nó ở cái điểm gần thôi là khoảng đỉnh cũ thôi đấy nên anh em mà xác định đánh thì 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 phải sớm nó như vậy còn không phải là điểm sớm nó cũng ta đánh như nhau vậy vì chiến lược của đánh cũng là khác nhau nếu mà anh em định sót eth về một k tám chẳng hạn thì chúng ta phải sớm nó là bằng ba k tám cơ chúng ta lại không sớm nó ngắn còn anh em đánh sơ cupping thì sớm nó ở đỉnh cũ đấy thì nó sẽ hợp lý hơn danh mục của anh hiện tại có một số đồng an coi đang âm khoảng năm sáu phần thì có nên chút lại đợi không hiểu á cái này tùy anh thôi nhưng mà em thì em chưa vào coi ờ, cái việc mà mọi người cắt coi thì mọi người phải tự ra quyết định nhá em lại không tư vấn được em chỉ dám khuyên với mọi người đó nha thời điểm này em chưa vào thôi thì với em thời điểm này thì điểm em, em không vào không phải thị trường không tăng được nữa anh phải nhớ nhá em không vào không phải thị trường không tăng được nữa nên uh, em rất là ngại tư vấn với mọi người là có nên cắt coi hay không thì bây giờ mà cắt xong mà thị trường nó tiếp tục nó đẩy hoặc là như đồng ăn coi của anh em nó đẩy lên ấy thì đấy thì có phải là à, tội lỗi đâu là đổ hết cho em đúng không đấy nên em chỉ tư vấn với mọi người mà bằng chung về ăn coi thì em chưa vào vì em thấy nó rất là ghê đấy còn gia đình quyết định cắt hay là mua thì anh chị phải tự ra quyết định cho em nhé để sau này mà cho dù thị trường nó có như nào thì chúng ta cũng phải phải xác định trước nói là bây giờ chúng ta cắt hay chẳng hạn thì cái mà chúng ta làm được là chúng ta bảo vệ tiền tại thời điểm này đúng không ạ nhưng mà cái chi phí cơ hội nha nếu như trưởng anh thì nó tăng thì chúng ta vẫn phải đứng ngoài thôi chúng ta đạt được cái mục đích rồi còn tài khoản của anh chị thì chúng ta phải có những chiến lược chơi và chúng ta phải phải có trách nhiệm còn nếu mà để mà em tư vấn cho mọi người thì thì sau này mọi người lại đổ tội hết cho em thì em 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 lại không muốn em chỉ tư vấn với mọi người mà về mặt bằng chung thì hiện tại thì em vẫn đang giữ đô thôi em chưa vào Đấy, nên anh mà có ý định cắt hay không thì thì anh phải tự ra quyết định của em em chưa vào đâu Cô đang dương tầm 50 60% cơ cao không phết nhỉ. 50 60% thì em nghĩ là chốt bớt đi thì... lời nhiều đấy. Tầm này căng lắm em là tầm này về mặt bằng chung em nhìn thấy thị trường kiểu nó căng lắm ấy. Kiểu cảm giác là sợ lắm. Em thật nếu mà nó mà đau trên dài hạn thì sợ lắm. EDH 2002 thì sống rồi đã là gì? Em em nói, em nói thật EDH 2002 nó đã gì đâu ạ? Anh có tin không? ETH 600 đô, 500 đô có tin không ạ? Đừng đùa nhé, ETH về dài hạn nó có thể về cái tầm mốc dưới 800 đô. 500 đến 600 đô thì em chưa phân tích kỹ tại vì nó chưa chạy về gần cái vùng giá đó. Nhưng mà em nói với anh chị là về dài hạn ETH 800 đô là trong tầm tay đấy. Em nói thật. 800 đô từ dưới 1.000 đô, 800 đô đến 1.000 đô là trong tầm tay về dài hạn. Chứ đừng có mà kỳ vọng ở 10.000 đô ạ. khi mà đánh future x2 và x10 thì phí bao nhiêu vậy á mình kéo dài thời gian từ mỗi hai tháng thì phí sẽ tăng như nào vậy anh nhé cái phí mà anh em đánh future nó sẽ có hai thì nó có hai loại phí thứ nhất là cái phí mà giao dịch của anh em nó rơi vào khoảng tầm 0.05 cái phí mà mua bán của anh em nó rơi vào khoảng tầm 0 05 trước đây là phí bên future nó rơi vào khoảng tầm 0 01 nhưng mà bây giờ thì Biden nó tăng cái phí lên là 0 05 thì phải mình không nhớ rõ lắm cái phí đấy thì mọi người có thể lên trên cái trang web mà mọi người xem nhưng mà đợt trước mình có xem lại là 0.05 và cái phí thứ hai là cái phí phân rate. z đây ạ ờ, nó sẽ có một cái phí thứ hai là cái phí phân rate. z đây và đâu nhỉ phải sinh này học đồng này đây cái phí thứ hai là cái phí funding rate này ờ, phân ờ, cái này là 0.01 phần trăm có nghĩa là nếu như anh em tạo một cái lệnh long ấy một cái lệnh mua Bitcoin thì uh, sau 6 tiếng sau 8 tiếng 8 tiếng là 6 tiếng 8 tiếng thì chúng ta sẽ phải trả một cái nãi suất là 0 01 trên cái vị thế mà anh em mua ví dụ anh em mở cái vị thế khoảng 100.000 đô thì sau 8 tiếng là chúng ta phải trả là 0,1% và sau 24 giờ thì anh em phải phải trả là 0,03% với cái vị thế Long còn nếu như cái vị thế sót thì sau 8 tiếng anh em sẽ được cộng thêm tài khoản nó sẽ tăng thêm 0,01% tại vì phân định hết nó đang dương thì có nghe phen long phải trả tiền cho phe sót có nghĩa là những cái người sót đấy thì sẽ được cộng thêm tiền trong tài khoản còn những người long thì sẽ phải trả tiền cho người tạo lệnh sót đó cái này nó là cái mà để phân phối lại cái cái lệnh long và lệnh sót thôi bản chất của nó là sẽ chuyển tiền từ cái người uh, mua mà người bán cho nhau nếu như phân định hết dương thì phe long phải trả tiền cho phe sót còn nếu như phe nếu như phân định âm thì phe sót phải trả tiền cho phe long đấy thứ hai là nó có một cái đấy có hai khoản phí này thì theo mình thì uh, nếu mà đánh được đánh robot là ngon nhất còn đánh mấy cái lệnh này x1 x2 thì bản chất của nó vẫn là mất mất nãi thôi mất nãi à, mất một cái khoản phí duy trì trong một ngày thôi đấy trong forex thì người ta gọi là cái phí có một cái phí là phí qua đêm nữa còn trong coi thì chúng ta có một cái phí là phân hình anh em phải nhân ra nó chỉ tính trên cái tổng cái vị thế của anh em vào với anh em vào một bit chẳng hạn nó là 50.000 đô 45.000 đô thì anh em này 45.000 đô nhân không phải không một phần trăm lên đấy nó như vậy anh em biết mấy cũng được nhưng mà nó tính theo cái vị thế tổng số tiền mà cái vị thế đó về xu hướng hiện tại thì uh, nhìn giảm nhìn hơi xấu nhỉ nhìn không tuần chán quá anh em có hỏi gì thì mọi người có thể hỏi em hoặc là mọi người có thể bật mic lên nhé. sau đó thì hôm kết thúc zoom. đó. em sẽ trả lời xong đó thì em sẽ kết thúc zoom như vậy thôi. Đó, em sẽ cố gắng cuối tối này em sẽ ngồi em phân tích thị trường và có thể là em sẽ chia sẻ một cái kinh nghiệm gì đó. chúng ta sẽ có có một cái lịch như vậy nhé. anh em cố gắng lần sau anh em zoom em đổi tên giúp em nhé. Nhìn tên này không biết ai. xem nào, tên mọi người toàn kiểu, Min các kiểu này, samsung galaxy à, ờ, anh hiểu ơi, ơi cho em hỏi cho em hỏi là uh, thị trường của mình nó còn kiếm tiền trong đây được uh, nhiều không và uh, mà có kiếm tiền được lâu không anh nó còn thiếu nhiều lắm anh anh em anh em thoải mái đi thời gian kiếm trong thị trường này nó còn diễn ra rất lâu lắm nói chung là trong khoảng 10 năm đến 15 năm nữa anh em chơi thoải mái chưa phải nó no nắng gì đâu mọi người không phải nói no là không chơi năm nay thì năm sau hết cơ hội đâu thị trường này nó còn tồn tại rất là lâu, nó rất là lâu anh em nhé, không phải là năm nay không chơi là là hết cơ hội, nói chung thị trường này nó còn tồn tại nhiều năm lắm, lắm mọi người, nó không phải là một trong một vài năm đâu, nên mình, mình khuyên anh em nói như là phải giữ được tiền để chúng ta chờ đến thời điểm mà cơ hội được đến. Nếu khi bdc về bốn ba ngàn thì thị trường đảo chiều tăng hay giảm dài hạn vậy á? có về 43 000 sẽ là cái vùng chúng ta xem xét cái vùng đó chúng ta sẽ phải xem xét nếu như nó không giữ được thì khả năng là chúng ta sẽ có một cái xuống giảm dài hạn tại 43 000 đô 43 000 đô sẽ là cái vùng mà em sẽ không phải ngồi với mọi người để chúng ta xem xét kỹ 43 000 đô sẽ là cái vùng mà nó sẽ quyết định rằng thị trường liệu nó có trụ được cái xu thế tăng tiếp tục này hay không Tại vì chúng ta cũng phải nhìn công tâm vào thị trường là hiện tại giai đoạn thị trường D1 và H1 nó đang tạo sóng tăng nhá mọi người phải nhìn nhìn nhận rõ ràng cho em em cũng phải công tâm em không vào nhưng em vẫn phải nhìn nhận công tâm đó như là xu thế H4 và HD1 nó vẫn đang thể hiện một cái xu hướng tăng rõ ràng nhưng mà nếu như chúng ta đang nhìn trên không tuần ấy, thì nó không phải xu hướng tăng mà nó giống cái sóng hồi nhiều hơn nó và cái điểm mà để thị trường nó đảo chiều đi xuống tiếp tục đi xuống này là quanh mức 43.000 đô này 43.000 đô sẽ là cái vùng mà quyết định rằng thị trường nó có trụ được hay không 43.000 đô nhé À, anh hiếu ơi, cho em hỏi là dạ, anh hiếu ơi cho em hỏi là anh có dừng làm cộng đồng không anh có KPI ai nào để anh được làm cộng đồng không anh hiện tại thì chưa hiện tại thì chưa Thật ra có một cái lý do mà khiến mình làm cộng đồng nhiều lúc mình kiểu mình cũng không muốn làm nữa nhưng mà có một cái lý do nhưng mà sau này có thể mình sẽ chia sẻ mọi người một cái lý do mà khiến cho mình có thể sẽ đồng hành với mọi người rất là lâu không phải là chỉ là kiếm tiền từ cộng đồng hay là gì cả nhưng có một cái lý do Thực Hiếu ơi cái... cho mình hỏi Hiếu ơi cho mình hỏi với là uh, Quanh mức 43.000 tức là nó phải chạm 42 hay là chạm 43 hay là như nào ạ? Ờ, nó về đây đã, sau đó mình sẽ xét xem cái lực mua và lực bán anh ạ à, đó, Chúng ta vâng. cứ vậy chờ đến cái vùng giá này đã Có thể là sau khi mà nó về 43.000 nó sẽ hồi lên đâu đấy khoảng 44, 45 này này Đấy, sau à, đó, đó nếu mà nó tiếp tục nó phá vùng này thì nó toàn luôn đấy Đấy, thì uh, ừ. em sẽ tính như vậy À, vậy vì mình cứ nghe bạn chia sẻ là quanh mức 43 thì mình cũng không hiểu lắm về cái 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 câu câu nói đấy rồi cảm ơn bạn nhé wow. vùng này sẽ là cái vùng mà anh em đợi đi sẽ phải xem xét nhá không phải là nó cứ chạm không phải nó về 43 ngàn là thị trường nó đảo chiều mà ví dụ nó về 43 ngàn thì uh, anh em sẽ xem sao cái lực hồi của nó lên đến khoảng 44 45 này nó khỏe không nó không xả ngay được đâu nó không xả ở đây nó xả mà phát về đây đâu nó sẽ có một nhịp hồi nhẹ thì nhịp hồi này này thì nếu như nó không trụ sau đó nó tiếp tục nó không trụ đầu 43 ngàn thì nó toang luôn ấy. nó sẽ thiết lập cái sóng giảm dài hạn. Đấy, mọi người sẽ chờ cho em nhé em lên chờ đi tầm này vào mới nghe mấy ông hâu coi thì còn sợ luôn ấy. rủ nhau hô coi mới rủ nhau mua coi tất nhiên là nó vẫn có cơ sở tăng nhưng mà em là một cái người mà em khá là chắc mình không chơi em không không thật em em thật mọi người eth mà dài hạn nó về cho anh chị tầm dưới ngàn đô ấy, thì còn còn chia ba cái này mà nó còn về tầm 500 trăm năm trăm thì em có thể có vẻ là hơi căng nhưng mà cầm cỡ tầm 800 em nghĩ tầm 800 là cái vùng hợp lý 800 mà cái giá này mà nó chia thì về bao nhiêu đấy thì có thể là khoảng tầm năm đến sáu trăm nhưng mà ý là cái vùng này đấy nó sẽ không tồn tại lâu mà cái vùng mà chúng ta bắt đầu giải vốn này chúng ta hâu con NDH là khoảng tầm 800 đô quanh mức 800 đô mà bây giờ nó tầm 800 đô mà bây giờ nó về đấy nó phải chia ba đấy nó phải chia ba giá thành luôn đấy. thì có phải giờ không đúng không em này em nếu anh chị nào mà mà, mà theo dõi em thì sẽ biết được rằng khi mà em đầu tư ấy, em phải quan tâm đến cái, cái 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 rủi ro em nó rất là lớn em nhiều khi em bảo là các ông đầu tư nhiều khi em bảo là đa phần anh em bên ngoài đấy các ông đầu tư mà ông không tính toán đến cái rủi ro đầu tư lúc nào cũng tính mà ôm con này phong phát đầu nhân 5 đến 10 em thật là bây giờ đầu tư mà tính ôm xong nhân 5 đến 10 thì ai là tính được mà bây giờ cái việc mà cái cái quan trọng nhất thì là khi mà chúng ta đầu tư chúng ta tính toán đến rủi ro thì không ai làm được chúng ta không biết mà chúng ta không ai làm được đầu tư như thế có phải giả không ạ đầu tư chúng ta không tính toán đến rủi ro đến lúc mà tiền lãi vay ngân hàng này ok anh thị vay ngân hàng đầu tư vào thua lỗ Thế bây giờ chúng ta phải nghĩ đến cái khoản là nếu như chúng ta thua nỗ thì chúng ta lấy đâu ra tiền để chúng ta trả Đúng không? Và nếu như lúc này chúng ta phải bán nhà Nếu như chúng ta phải bán xe để chúng ta trả nợ ấy, thì lúc chúng ta có ok hay không? Nếu như chúng ta bình thường thì ok, anh chị có thể đầu tư Mạo hiểm Đúng không? Còn nếu như lúc đó mà thời điểm đó mà anh chị phải bán nhà bán xe để chúng ta trả nợ ấy Mà chúng ta không chịu được cảm giác đó ấy Thì chúng ta phải có kế hoạch và chúng ta chiến lược để chúng ta đầu tư chứ chứ đừng có mà để mà bây giờ chúng ta không có không có một cái kế hoạch ở tương lai sau đến lúc đấy chúng ta phải bán nhà bán xe chúng ta không chịu được cảm giác và em không muốn là sau này đến lúc thời điểm đó thì những cái điều tồi tệ nhất nó đến với anh chị em sợ là em nói thật trên thị trường bây giờ nó có rất nhiều ông người bây giờ đầu tư sau đến lúc mà cái rủi ro nó xảy ra sau đấy nó quẫn quá không biết là chúng ta làm cái gì chúng ta đầu tư như vậy thì có phải giả không đúng không cái ban đầu là chúng ta muốn kiếm lợi nhuận nhưng mà cái kết quả là chúng ta là mọi người thua cuộc và đầu tư như vậy thì em không đầu tư có thể là một số anh chị sẽ thấy rằng em khá là trẻ đúng không nhưng mà em thì có một cái mặc dù em trẻ nhưng mà trong cái cái việc mà mà, mà đầu tư hay là trong cái việc mà tính toán mọi thứ ở bên ngoài thì em khá là chắc em không như mọi người đâu có rất nhiều anh chị có thể là hơn tuổi em nhưng mà đôi khi chúng ta đầu tư nhưng mà chúng ta vẫn có một cái gì đó cảm tính và em thì em không đầu tư như vậy có thể là em ít tuổi hơn các anh chị hoặc là có thể là em có một cái gì đó em trẻ hơn anh chị nhưng mà nhưng mà em tin rằng cái việc mà trong cái một cái kế hoạch hay là một cái chiến lược đầu tư thì không phải ai cũng làm được như em em sợ lắm em sợ anh chị là em cũng đã từng trải qua những cái giai đoạn mà em không còn cái gì khi mà thời điểm ngày xưa em làm truyền thống bên ngoài em cũng trải qua thời điểm em không còn một cái gì luôn ấy. em thua lỗ hết và em hiểu rằng những cái thời điểm đó là những cái cảm giác tồi tệ nó rất là rất là kinh khủng và sau đó thì sau này khi mà em làm bất kể một cái gì em cũng phải tính toán rất là kỹ tại vì em sợ những cảm giác đó nó một lần nữa nó đến với em lắm ạ nếu mà như vậy thì thì nó rất là khó. Đấy nên những cái chia sẻ của em thì thì luôn luôn muốn an toàn cho mọi người thôi. Và em biết rằng sẽ có những người nó phù hợp nhưng có những người nó sẽ không phù hợp. Thì uh, anh chị cứ thể có thể theo dõi em một thời gian. Nếu như chúng ta có thể đồng hành được lâu với nhau thì ok. Rất là tốt. Còn nếu anh chị mà có cái cách chơi khác và có chiến lược khác thì em vẫn ủng hộ thôi. Được không? Được mà không sao, mọi người sau này mọi người không theo em thoải mái mà em có trách anh chị hay này có bảo anh chị gì đâu hay là có nó, có ý kiến gì đâu, mọi người thoải mái. Chỉ qua là nếu như được thì theo dõi theo đi cùng với em thì thì nó cũng rất là tốt đấy giả sử yêu đánh sơ cấp binh thì cường khung gì vậy m năm hay m mười năm á m năm thì anh em chỉ đánh biết được thôi và thứ hai là m năm phí cao lắm em không biết là mọi người cũng có, có 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 hình dung ra không nhá nhưng mà em đánh sơ cấp binh có những thời điểm mà phí của em nó dâng lên đến khoảng tầm một nghìn năm trăm đến hai đô một đánh, đánh sơ cấp binh em phải dùng cái đòn bẩy nó rất là lớn em phải đánh sơ cấp binh, có những thời điểm em phải đánh dùng cái đòn bẩy khoảng 50x hoặc là cầm nó như đòn, nếu mà đánh m5 thì phải dùng 50x trở nên 50 cho 70 và đánh cái thế phí cao lắm có khi một cái lệnh này chốt được khoảng tầm 5.000 đô đi nhưng mà phí mất khoảng ngàn rưỡi rồi cả mua và cả bán có khi phí mà khoảng mất tầm hai hơn 2.000 đô nhưng mà lệnh đó mà sau khi chỉ trừ chi phí đi nó chỉ nói khoảng 4.000 đô thôi phí khoảng 2.000 không được bao nhiêu nên nếu như đánh sơ cấp binh thì khuyến khích mọi người đánh từ m 15 trở lên M15 đến 30 mới đánh được còn đánh vào 5 tồn phí lắm em đánh future gõ những tháng mà nó rơi khoảng tầm 1.500 bit và một tháng rồi nếu như khoảng 2021 em đánh một tháng của em nó rơi khoảng tầm 30 cho 50.000 đô phí bình thường luôn ấy, đánh shopping pinh tất nhiên là sẽ có những lệnh thắng mà có những lệnh thua nhưng mà phí 1.500 bit nó rất là nhiều nó phải rơi khoảng tầm 2 30.000 đô hoặc là hơn em không em 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 chưa tính nhưng mà nó phải rơi khoảng mấy ngàn đô một tháng nhưng mà thời gian này thì em đang đánh lại thì volume mình nó chưa đạt được như vậy bây giờ em đánh kiểu em không không dồn được em đánh nữa kiểu đánh thì nó lấy cảm giác về thị trường thôi thì khuyên khuyến hết là mọi người đánh m 15 năm và M30 thôi M5 đánh phí cao lắm và thứ hai là nó hay giật dâu lắm nhiều khi kiểu, kiểu như anh chị mật cái khung bitcoin lên này anh chị mở m năm lên này có phải giả không đây này nó vừa giật cho anh chị lên một phát đây này anh chị đánh hay có kiểu mà sớm nó là đỉnh cũ rồi đúng không đỉnh cũ này anh chị đánh không này anh em nó giật cho anh em sợ nó, nó xong nó giật xuống đây này đấy thì khung mà năm mà mà năm thì nó rất hay là xảy ra những cái như vậy thì em không khuyến khích mọi người và thứ hai là tốt nhất là em nghĩ là bỏ phiêu trò đi sớm muộn cũng thua và cháy tài khoản thôi ít người kiếm được tiền lắm em ngày xưa em cháy nhiều lắm cháy cực kỳ nhiều luôn giả sử hiện tại vào lệnh giả sử hiện tại vào lệnh như thời điểm tốt để vào thì hiểu sẽ vào ăn coi nào á à, chúng ta sẽ phải chờ đến thời điểm đó để chúng ta phân tích để mọi người bảo anh, anh ơi, cho em hỏi em hỏi là anh có quan tâm tới việc uh, cá mập gom hàng không uh, với lại lúc đó thì anh sẽ làm gì ạ cá, cá mập gom hàng á cá mập bây giờ nó xả hàng rồi bây giờ nó gom làm sao được gom hàng á cá mập gom hàng nó gom nó không cho mình nhìn đâu anh em đi đi phân tích gì mấy cái dữ liệu on trên để đi phân tích cá mập gom hàng chỗ mấy ông đi phân tích on trên mọi người phân tích on trên được nhưng mà mình thì mình không chơi theo trường phái on trên để đi phân tích cá mập gom hàng đâu anh em cắm một vô hàng người ta cho anh em nhìn thấy nữa on trên thì anh em phân tích tùy anh em thôi còn mình thì mình không chơi trong trường phải on trên đâu mình thì mình sẽ đánh vào cái xu hướng dòng tiền nhiều hơn thứ hai là mình sẽ nhìn vào cái qua cái biểu đồ của nó nữa thì nó sẽ là cái công cụ mà nó hữu ích nhất để mình có thể đánh trong thị trường này xu hướng này dòng tiền và phân tích kỹ thuật ba cái đó như ông này còn bảo ông hiếu này ông không biết đánh không biết dùng kỹ thuật thế mình hỏi anh em nhé nếu mà mình không biết dùng phân tích kỹ thuật định thì cái thời điểm trước khi mà mình đánh với anh em đánh con ra hay là đánh những cái thời điểm sóng sóng đánh nhiều con lắm, cái sóng mà cái sóng mà đánh đi coi lên năm mươi một đô, năm 000 hai đô đấy. Tại sao với những cái điểm mua và những điểm bán của anh em mình cho bán xong nó tụt? Đó là kỹ thuật đấy. Nên anh em làm mà bảo mình không biết kỹ thuật nhé, thì cần phải xem xét lại. Không phải đâu ạ. À, cái xu hướng và cái dòng tiền nó sẽ ra quyết định cho mình rằng có lên nước sóng mà có lên đầu tư vào hay không. Bạn đã thời điểm mà chúng ta ngon để cho nước sóng hay chưa? Còn kỹ thuật thì nó sẽ cho mình những cái điểm mua, và điểm bán. Đấy. Nhiều anh em buồn cười lắm kiểu mà anh em mới biết kỹ thuật thì đi đi đánh giá người khác nhưng mà các bạn mình nói thật anh em anh em dùng kỹ thuật thì bản chất của nó là xác suất thôi đừng có mà anh em nào dùng kỹ thuật đấy đừng có mà bao tự tin vào kỹ thuật quá kỹ thuật bản chất của nó xác suất thôi mình phải chia sẻ thật với mọi người nhá mình đánh shopping và đánh phiêu trò ấy sờ tốt cực kỳ nhiều nếu như mà mình đánh tầm khoảng tầm một trăm cho đến một nghìn lạnh ấy nếu như một ngày một một năm nhé mình đánh khoảng tầm một nghìn cho đến hai nghìn lạnh ấy mình phải dính vào sờ một nghìn lạnh đi thì phải sờ tóm nót, nót khoảng tầm hai trăm đến ba lệnh. đấy là mình phải chia sẻ thật mình không bao mình giấu. nếu mà mình đánh một nghìn lệnh mình phải dính sờ tóm khoảng từ hai trăm đến ba trăm lệnh tùy thời điểm. Nhưng mà trung bình khoảng tầm hai trăm đến ba trăm lệnh dưới 30% phần trăm thôi. và mình bị sờ tóm nót cũng rất là nhiều. Và nếu như mà mình không quản lý vốn nhá, thì anh em hỏi xem trong hai trăm đến ba lần đấy nếu như mà mình có đi thì mình sẽ cháy tài khoản ngay. và khi mà mình đánh thì mình phải phải tuân thủ theo cái sờ tóm nót, nót đấy chứ còn anh em nào mà có tự tin về kỹ thuật bảo phân tích đúng 100% không thể bản thân của mình đánh dính sợ tốt mất rất là nhiều đánh 10 lệnh thì kiểu gì phải sợ tốt mất khoảng thứ hai chuẩn 3 lệnh tất nhiên là đánh 10 lệnh thì có thể là có thời điểm mà không bị sợ tốt mất lạnh nào luôn 10 lệnh win nhưng mà sau 10 lệnh win đấy sẽ là khoảng từ 3 cho đến 4 lệnh sợ tốt mất liên tục thế mình chia sẻ với anh em là nó có có những thời điểm mà nó win phát 10 lệnh liên tục liên tiếp nhá nhưng mà có những cái thời điểm này nó sợ tốt mất liên tiếp 3 đến 4 lệnh thậm chí là nhiều hơn 5 lạnh cái đấy là có với mình rồi nên mình khuyến khích anh em nói là nếu như chúng ta dùng kỹ thuật thì chúng ta phải linh động, đừng bao giờ tự tin về kỹ thuật để là ôn in một lạnh đâu. Nếu như chúng ta ôn in như vậy thì chúng ta sẽ phải trả giá rất là đắt. Không phải là ôn in trong thị trường này, ôn in là phát là chết. Cái thứ hai mà về năm trăm đến tám trăm đô thì ôn in nó, ra về năm trăm đến tám đô nó còn phải dài hạn lắm mọi người, nên nó chưa thể về ngay được đâu. Năm trăm đến tám trăm đô thì nếu như để nó về thì ít nhất phải tầm một tuần hai năm nữa mới về được. Làm sao mà nó về ngay được anh em? Năm trăm đến tám đô là cái vùng rất là thấp. tầm này tầm này mình nói là anh em nhiều khi um, cũng không muốn ra bên ngoài hay bảo anh em Cát đau nhiều quá nhưng bảo cát đau thì anh em lại chửi nhưng mà thật sự thật sự chia mọi người trong buổi zoom ngày hôm nay em thấy em thì ghê lắm em thấy ghê lắm nếu như đây là cái sóng hồi nó rất là rất rất là nguy hiểm luôn ý. rất là nguy hiểm và chúng ta phải trả rất là đắt còn anh chị sẽ phải tính toán cái chi phí cơ hội thôi còn em em sẽ làm như vậy chứ không phải là chắc là đúng nhưng mà dựa trên cái bàn cân thì em em thấy căng lắm em thấy nó thật sự em thấy thị trường tầm này căng lắm hồi lên tầm này không phải là thấp đâu coi bây giờ nó hồi so với vùng đáy khoảng tầm ít nhất là 30 phần trăm còn không thì có những đồng coi là 50 phần trăm đến x2 hết rồi và nó không phải là bình thường đâu ạ nó không phải là mới hồi được khoảng 12 phần trăm hay ba mươi trăm mà bây giờ có những đồng coi nó hồi lên đến tận 50 phần trăm đến gần x2 rồi và nó rất là rủi ro đặt trên bàn cân thì em là không đáng để đầu tư em không đáng để em không Không hiểu tại sao cái đoạn 52.000 đô cắt ao được á Tầm này căng lắm nhỉ Cũng may nhỉ Cái đợt để anh em thoát được cũng rất là sớm Mình nghĩ anh em nếu mà có thể nên kiên nhẫn thêm đi Tầm này vào nhỉ Vào dễ đu đỉnh lắm Không phải là nó không tăng được Nhưng mà Nó rất là rất là khó Rất là mạo hiểm Cho anh theo để học nghề á Vậy em em lại không ấy đâu anh em ra, ra mọi người đánh mọi người phải sửa kinh nghiệm nhiều chứ như em đánh cái ngay như em chia sẻ cho đức em em chia sẻ cho ông đức thì ông chia sẻ hết nhưng mà cái cái vấn đề là khi mà ứng dụng mình thì không phải là không phải là không phải là cứ ứng dụng được ngay mà để mà anh chị mà có thể thành thục được thì không phải là kiến thức mà cái kinh nghiệm và cái tâm lý chiến nó có cực kỳ quan trọng chứ còn kỹ thuật thì gần như ai gần như là nó trên nó nó trên sách vở hết mà mọi người cái quan trọng là anh em ấy dựa vào cái kinh nghiệm và dựa vào cái tâm lý tâm lý của anh em ấy để chúng ta mới có thể để chiến thắng được nên đấy là lý do vì sao mà trong cái buổi chia sẻ với mọi người thì em lại hay chia sẻ với mọi người về tâm lý tâm lý thị trường và kinh nghiệm nhiều hơn tại vì chỉ có chia sẻ với mọi người về tâm lý và cái cái kinh nghiệm như vậy thì mới có thể giúp anh chị mà chúng ta có thể có thể như nào nhỉ kiểu như chúng ta có thể có thể có thể hạn chế được cái rủi ro và chúng ta có thể sớm vượt qua được hơn còn kỹ thuật thì em nói là trên sách vở anh chị ơi tự tìm hiểu hoặc là anh chị có thể lên trên mạng anh chị học nó có hết đấy này, em nói thật kỹ thuật nói về kỹ thuật là trên sách vở và nếu như chỉ dùng kỹ thuật thì thì không thể thắng được Đó. Đây, về thị trường thì nó như vậy thôi cập nhật với mọi người nhanh nhá anh em nào có câu hỏi thì có thể hỏi luôn hoặc là em sẽ kết thúc zoom luôn này đấy thì mỗi hôm em sẽ cố gắng dành thời gian để zoom mọi người ngày hôm nay zoom cũng lâu phết nhỉ đang đưa zoom tầm một tiếng nữa đấy nhỉ một tiếng hơn một tiếng rồi thế thì như vậy thôi thị trường này bên nó đang có một cái sự giảm giá nhẹ thôi nó cũng chưa hẳn là nó giảm nhưng mà nó bắt đầu có một cái phiên giảm giá đáy rồi à, xem nào mà 30 nào đang có dấu hiệu rớt nhỉ ừ. tầm này nó hơi có vẻ ấy nhỉ mọi người chờ đi mọi người chờ thị trường đi mọi người chờ đi nhá ok đấy thì như vậy thôi anh em à, đấy như vậy thôi. Mọi người có gì thì mọi người có thể lên trên nhóm, mọi người cứ chat trên nhóm đi. thì em vẫn trả lời mọi người. đó còn những cái thông tin nhé, những cái thông tin quan trọng, những cái thông tin quan trọng về thị trường thì hàng ngày thì em sẽ có một cái bản update, em sẽ có một cái bản update về thị trường với mọi người vào buổi sáng, buổi trưa hoặc là buổi tối một trong ba buổi. thì những cái thông tin chính là em sẽ update lên trên cái telegram, trên cái nhóm channel riêng của mình còn cái về cái việc mà zoom này thì anh chị nếu như anh chị mà muốn nghe anh là chia sẻ về kinh nghiệm hoặc là anh chị có câu hỏi gì riêng mà không thể nhắn tin được anh chị có nên trên zoom anh chị có thể trao đổi với em còn những cái buổi zoom này thì anh chị có thể không cần xem em em bảo mọi người có thể không cần xem mọi người có thể cập nhật trên telegram là đủ hết thông tin rồi đấy. còn trên này thì em sẽ chia sẻ mọi người kinh nghiệm và em phân tích thị trường trực tiếp thôi đấy thì mọi người hoặc là mọi người có câu hỏi hay là mọi người cần tương tác thì mọi người có thể lên zoom còn những cái thông tin chính thì em sẽ update lên Telegram nhé. Ok. Đó, bye bye mọi người nhé. Và hẹn gặp mọi người trong những cái buổi Zoom tiếp theo. Bye bye mọi người.